Toàn thể đại chúng, bữa nay chúng ta nghiên cứu tiếp về cái phẩm tựa của Kinh Pháp Hoa. Tôi xin nhắc với đại chúng là tất cả các vị mà nghe Kinh Pháp Hoa thì các vị nên tụng Kinh Pháp Hoa, đọc tụng Kinh Pháp Hoa càng nhiều càng tốt, nên xem Kinh Pháp Hoa xem càng kỹ càng tốt. Mà có xem hoặc là có đọc tụng thì khi mà chúng ta đến đây để mà triển khai tìm hiểu cái thâm nghĩa đó thì mới thấy rõ, mới nhận kỹ được cái thâm thúy của kinh. Còn nếu mà các vị mà chưa từng xem, chưa từng tụng thì nghe có khi không biết cái gì, nghe nó không biết nói ở đâu, cho nên cái đó nó bất lợi. Vì thế cho nên là cái việc tụng kinh là cái việc rất là quý. Nhưng mà nói như vậy thì cũng có người hỏi vậy, chứ hồi trước giờ tôi nghe nói cái ông Từ Thông này ông bác bỏ tụng kinh ghê gớm lắm, sao giờ ông nói vậy? Có lẽ là ông muốn hồi đầu, ông đầu thú những cái tội lỗi của ông chăng? Ông muốn đầu thú về cái nhóm tụng kinh này chăng? Không phải chống đối bác bỏ từ đó giờ, mà cũng phải muốn hoài đầu để đầu thú, không phải vậy. Nhưng mà bác bỏ là bác bỏ cái mà tụng kinh để lấy cái tụng kinh đó làm cái điều kiện để mà cầu Phật, cầu Bồ Tát, cầu các vị thánh hiền để mà ban cho cái này, ban cho cái kia, ban cho cái nọ. Mà trong đó cái mà cái cao nhất là ban cho cả Bồ Đề Niết Bàn, cả giải thoát giác ngộ. Bác là bác cái đó à. Tụng bao nhiêu bộ càng tha thiết lại lục dữ tận, các vị cầu cũng không ra được cái đó đâu. Cho nên cái bác tụng kinh là bác cái đó, trước sau như một, không chấp nhận cái tụng kinh và lấy cái công đức tụng kinh làm điều kiện để đặt điều kiện đòi hỏi Phật, đòi hỏi Bồ Tát, đòi hỏi thập phương thánh hiền. Cái đó trước sau như một, nói rằng không có đòi hỏi được, không gian sinh gì được hết. Và Phật lúc nào cũng thương nhưng mà không đáp ứng cái yêu cầu đó nổi. Nó bác và đáp chỗ đó. Còn cái mà các vị tụng mà thuộc nguyên văn, mà từ cái chỗ thuộc nguyên văn đó để mà học, để mà tìm cái nghĩa lý bên trong đó để đem ra áp dụng trong đời sống, thì cái điều đó quý lắm, tụng quý lắm. Mình nhớ rằng tụng quý là cộng với cái để mà hiểu nghĩa cho bằng tụng kinh giả là minh Phật chi lý đó. Trước sau như một cũng nói vậy à. Tụng kinh là có để nhận thức cái lý Phật dạy cái gì rồi sau đó làm, chứ không làm là không được, không sửa là không được, không tu là không được, không tự mình quán cải phiền não vô minh là không được gì hết. Nói đâu nó đàng hoàng rõ đó vậy đó, rồi ai muốn nói gì đó là nói, chứ trước sau nói như một, nói vậy. Mà các vị tụng thì tốt lắm. Mà cái tụng á thì các cụ, các bậc tiền bối người ta vì là trọng kinh cho nên là các cụ á, các bậc tiền bối người ta chú trọng cái nghi lễ dữ lắm. trước Phật, trước khi tụng kinh là phải tắm rửa sạch sẽ, hương hoa đèn đuốc, thậm chí nấu nước trà ngon cúng vân vân, lại lục rồi mới tụng. Đó là cái xưa nay những bậc tiền bối người ta từng kính Phật chân thành, cung kính Phật, biểu lộ ra những cái lối tụng kinh như vậy. Còn về phần tôi thì tôi, các vị làm vậy thì cũng được, nhưng mà là theo tôi thì gọi là tụng kinh các vị có thể không cần phải có những cái trường hợp đặc biệt như vậy mới tụng, mà ngồi đâu cũng tụng được, ngồi đâu cũng đọc được. Tôi là có cái nói cái bằng là giảm khinh, cái bằng là thời đại nguyên tử, mình tu hành cũng phải có hiện đại tí cho nó khỏe. Nghĩa là làm sao cho được nhớ kinh, nhớ cái ý kinh, chứ tôi không có khuyên mà phải hết sức nghi lễ, quá kính cẩn như các cụ xưa. Hồi xưa có các cụ vì kính quý cái tác phẩm văn học quá tuyệt diệu của truyện Kiều, mà có các vị đọc truyện Kiều người ta còn bịt khăn đóng, mặc áo dài, đốt trầm để ta đọc truyện Kiều ấy. Cái đó là gì? Cái lòng tôn trọng kính quý của những người xưa, người ta quá nghi lễ đi. Chứ bây giờ mình nằm ghế bố mà tréo ngoại giò đọc truyện Kiều mà nắm được ý tứ hay ho của truyện Kiều thì mình vẫn phục, vẫn kính nguyện vua kia mà. Vì do đó cho nên là tôi thì tôi khuyên đọc tụng không cần phải quá cực khổ về hình thức, nhưng mà càng tụng thì càng quý. Phải có thuộc kinh thì từ cái thuộc đó mới nắm cái ý nghĩa thâm diệu của kinh, dễ hơn là người không thuộc. Bây giờ tôi nhắc lại cái vấn đề bữa hôm nọ tôi triển khai đó. Cái hào quang của Phật mà phóng ra từ cái lông trắng giữa đôi mày là tiêu biểu cho trí tuệ, tiêu biểu cho cái tri kiến, hay là cái nhãn quan của Phật. Nhãn quan tức là cái nhìn, cái nhìn thấy, cái nhận thức của Phật. Với cái thấy của chúng sanh thì 18.000 thế giới hoàn toàn ngăn cách. Rồi dựa trên đó, dựa trên thánh ngôn lượng, tức là dựa trên cái lời nói của Phật, của kinh, mà phân biệt ra tứ thánh và lục phàm. Tứ thánh đó tức là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, gọi là tứ thánh, tức là những vị mình đã vượt ra ba cõi, vượt ra luân hồi sanh tử. Còn lục phàm tức là 6 cái hạng người gọi là phàm phu, đó là trời, người, cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh và cõi địa ngục, gọi là lục phàm. Phân biệt là tứ thánh lục phàm. Còn với cái nhãn quan, với cái nhận thức của Phật, với cái tri kiến của Phật thì chiếu soi trùm khắp thông suốt cả tất cả. Điều đó để chỉ cho chúng sanh rằng, chỉ cho chúng sanh một sự thật. Một sự thật đó là tất cả là một, và một là tất cả. Tất cả là một, không có ra, không có ngăn cách. Ngăn cách là do cái tâm phân biệt của chúng sanh. Như bữa hôm tôi đã ví dụ, cái quả địa cầu của chúng ta hiện giờ là nó mấy trăm nước, mấy nghìn chủng tộc, phân biệt ra. Rồi thì khôn thì sống, bóng thì chết, mạnh thì được, yếu rồi thua. Mình lấn nhau, lấn lướt nhau, khinh loát nhau, đánh giết nhau. Đó là do cái vô minh, cái tham vọng của con người mà nó sinh ra như vậy. Chứ kỳ thật, lên một chiếc máy bay bay thẳng từ đông sang tây, từ nam qua bắc, không có cái ranh giới các cách ngăn nào cả. Thì với cái nhãn quan mà của Phật á, thì nhìn tất cả là một, một là tất cả. Cho nên lẽ ra theo giáo lý Phật, lẽ ra tất cả mọi người cùng thương yêu nhau, đùm bọc nhau, chia sớt cho nhau, mà ăn mà ở mà sống còn thì nó đẹp biết là bao nhiêu, gọi là thiên đường ở cõi nhân gian. Nhưng mà cái ý đó không thực hiện được. Chủ nghĩa Mác Lenin cũng muốn tạo cho con người thế giới đại đồng, mọi người đều thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ nhau, chia sẻ nhau, từ cái ăn cái ở cái sống còn. Nhưng mà cũng không làm được, là bởi lẽ căn tánh của chúng sanh, cái tham vọng của chúng sanh không phải dễ dàng gì mà gột rửa. Trình độ kiến thức phước báo không đồng nhau, cho nên nhận thức hiểu biết khác nhau, thông minh trí tuệ không đồng nhau, cho nên vấn đề giải thích, vấn đề nhận thức chân lý khác nhau. Vì thế mà cải tạo một xã hội không đơn giản. Đức Phật 25 thế kỷ trước đã muốn làm cái việc tất cả chúng sanh đều thương yêu nhau như con một. Đức Phật đó là Phật ái chúng sanh mẫu ái tử đó, Phật thương tất cả chúng sanh như là thương con một thôi. Nhưng mà đó là lý tưởng, đó là cái lòng của Phật. Nhưng mà còn làm cho tất cả người con thương yêu nhau, đùm bọc nhau, chia sẻ nhau, từ cái ăn cái ở cái mặt, để tạo một cái hạnh phúc ở trên nhân gian này, thì điều đó Phật không làm được. Do đó cho nên Phật có tam năng, tam bất năng, là tôi nói đại chúng một lần đó. Năng không nhất thiết tướng, thành vạn pháp chi trí, nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Đối với Đức Phật, tất cả hiện tượng vạn hữu trên thế gian này, kể cả hữu tình và vô tình, Đức Phật có thể nhìn thấy nó là không, coi như không tương quan, không tác động gì tới cái làm cho Đức Phật bị dao động cả, mà coi như không á. Cái không đó của Đức Phật thì được, nhưng mà diệt, tiêu diệt quá giải, dùng cái định nghiệp của chúng sanh, Đức Phật không làm được. Không làm được là gì á? Ai học thì nấy thông minh, nấy có trí tuệ, ai không học thì phải không biết chữ và tối tăm. Ai ăn rồi nấy no, ai không ăn thì phải đói. Ai ngủ thì khỏe, ai không ngủ thì không khỏe, không ai ngủ giùm ai được. Cái được và cái không được thứ hai là năng. Năng tri quần sanh chứ tánh, cùng ức kiếp sanh tử chư sự, nhi bất năng quá đạo vô duyên. Đức Phật có thể biết với cái trí tuệ Phật, cái nhãn quan Phật, sự giác ngộ của Phật, thể nhập chân lý. Cho nên với cái nghiệp lực quả báo của chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp, Đức Phật có thể nhận thấy rõ ràng, biết được hết cái nghiệp của chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp. Điều đó Đức Phật làm được. Nhưng mà nếu một chúng sanh nào đó mà vô duyên, không có duyên đối với Phật, thì mà Phật vẫn không độ được. Mặc dầu biết hạnh nghiệp của họ, dầu biết căn tánh của họ vô minh cỡ nào, nhiều ít, sáng suốt cỡ nào, nhưng mà cũng phải là độ những người có duyên mới độ được, chứ những người không có duyên là độ không được. Đó là cái được thứ hai và cái không được thứ hai. Cái thứ ba là năng độ vô lượng vô số chúng sanh, nhi bất năng độ tận chúng sanh giới. Đạo Phật, giáo lý của Đạo Phật có thể độ nhiều lắm, độ chúng sanh nhiều lắm, vô lượng vô số, làm cho những người đó giác ngộ giải thoát được. Nhưng mà cái thế giới chúng sanh thì không độ được, nghĩa là làm cho cái thế giới ta bà nó trở thành thế giới cực lạc, không được. Do đó cho nên là chủ nghĩa xã hội cũng vậy thôi. Sau 24 thế kỷ thì tới đời ông các Mác Lenin cũng muốn thực hiện cái chủ nghĩa thế giới đại đồng, đem lại hạnh phúc cho mọi người ở trên mặt đất này, là chủ nghĩa xã hội, mình vì mọi người vì mình, truyền bá cũng dữ tợn, thậm chí dùng bạo lực để bắt ép phải thực hành cái điều đó để đem lại sự an lạc. Mà cho tới ngày nay thì coi cũng như là trở đũa rồi, từ Âu sang Á đều phải chấp nhận cái lối làm ăn từ từ, chứ còn nghĩa là cải tạo trở thành ra cõi cực lạc nhân gian không được. Thì cái điều đó xưa cũng như nay, nó rõ ràng là như thế. Khó lắm, vấn đề chúng sanh này khó lắm. Cho nên với cái nhãn quan của Phật thì nhìn thấy tất cả là một, mà nó tiêu biểu rằng là cái hào quang xuyên suốt từ cõi trời sắc cứu cánh, xuyên suốt 18.000 thế giới chư Phật ở phương Đông và suốt tới địa ngục A Tỳ, là nghĩa là từ trên tới dưới. Điều đó nói lên rằng là cái lòng từ bi bình đẳng không phân biệt thì nhìn vạn vật, nhìn vũ trụ vạn hữu không có cái gì ngăn cách. Còn chúng sanh ta thì thấy ngăn cách từ nước, từ vùng, thậm chí cái đất nước Việt Nam này mà người ta còn kỳ thị của những cái chủng tộc của một con người Việt Nam là người miền Trung, người miền Nam, người miền Bắc cơ mà. Nó tệ tới vậy lắm, nói một thứ tiếng thôi mà cũng còn thấy phân biệt. Cái này đại chúng mình dựa trên ý kinh rồi mình về mình suy nghiệm để cố gắng mà hóa giải những cái phân biệt đó, tức là biểu hiện của vô minh đấy. Và trong ánh hào quang đó để nói lên đó, cái chân lý tất cả là một, và cũng nhắc nhở với mọi người rằng là một, trong một tâm của ta đủ 10 pháp giới. Trong ánh hào quang của Phật có tứ thánh và lục phàm hiện đủ trong đó, mà tứ thánh và lục phàm cộng lại gọi là 10 pháp giới. Trong kinh thường gọi là nhất tâm cụ thập pháp giới. Trong tâm ta, một tâm của ta có đủ 10 cõi, 10 pháp giới ở trong một tâm của ta. Nói cách khác là tâm ta có thể tạo cho ta cái địa ngục khổ đau ghê gớm cũng do tâm ta, rồi tâm ta cũng có thể cởi mở cho ta thành ra thiên đường, nghĩa là hưởng phước báo như cõi trời, do tâm ta làm được hết. Tâm ta có thể tạo cho ta một con người đàng hoàng, đầy đủ nhân nghĩa lễ trí tính ở thế gian. Nếu muốn tạo như vậy là người đó thực hiện tam quy ngũ giới thì đầy đủ một con người tốt đẹp. Và tâm ta có thể làm cho ta trở thành ngạ quỷ, khổ sở như ngạ quỷ, là khi nào tâm ta tham lam, keo kiệt, bỏng sẻn tới cực độ, rồi nó đau khổ vì sự tham lam bỏng sẻn đó, thì lúc bây giờ tâm ta là ngạ quỷ. Ta sống trong cái đời sống dầu là con người, nhưng mà cái đau khổ của ta, cái phiền não của ta nó dày dò ta như ta ở trong đường ngạ quỷ vậy. Và tâm của ta có những lúc u mê đen tối, đần độn si mê, vùi mình trong vật dục, quên đi tất cả cái tình nghĩa cha con, chồng vợ, anh em, xã hội, để mà nó sa vào trong một cái con đường dục dục tội lỗi. Thì lúc bây giờ tâm ta nó tạo cho ta trở thành một cái lối sống, dầu chưa phải là đi bốn chân, nhưng mà tâm hồn đó là tâm hồn đau khổ cỡ, đen tối cỡ như súc sanh vậy. Rồi có những lúc nóng nảy dữ dằn, thì lúc đó tâm ta nó tạo cho ta đang sống ở trong cảnh Atula đấy. Atula không phải là gì ghê gớm lắm, tương đối là cũng có phước, cũng được, nhưng mình nóng nảy dữ dằn. Cho nên khi nào mình nóng nảy dữ dằn là lúc đó nó tạo cho mình Atula đấy. Thế thì nói chung lại là từ trời, người, thánh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula đều do tâm ta tạo. Rồi tâm ta mà diệt trừ được kiến hoạt và tư hoạt trong ba cõi thì ta thành A La Hán quả, gọi là người xuất ly tam giới. tâm ta dựa theo pháp thập nhị nhân duyên mà diệt trừ ái thủ hữu, mà ái thủ hữu diệt được thì sân và lão tử ưu bi khổ não không có, thì ta thành bích chi Phật. Và lúc nào đó, thời gian nào đó đủ nhân duyên, ta có khả năng phát triển lục độ vạn hạnh, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, tức là lục độ đấy, và làm tất cả những cái hạnh lành lợi lạc cho chúng sanh. Thì lúc bây giờ tâm ta là Bồ Tát, mà nó đạt tới cái chỗ viên mãn trọn vẹn hoàn toàn, thì tâm ta nó tạo cho ta, nó làm cho ta trở thành một đấng vô thượng chánh biến tri giác, tức là thành Phật. Đây thì cái ánh hào quang mà chiếu suốt 18.000 thế giới của chư Phật ở phương Đông, từ trên từ Sắc Cứu Cánh đến dưới tới địa ngục A Tỳ, để nói lên với chúng sanh rằng tâm của ta có khả năng tạo 10 pháp giới, cũng như một ánh hào quang mà soi rọi đủ tất cả từ các cõi Phật cho tới địa ngục A Tỳ. Đó là cái ý nó như vậy đó. Trong tài liệu nói một hiện tượng lạ, bạch hào tướng quang của Phật soi suốt từ địa ngục đến cõi trời Sắc Cứu Cánh, mà xuyên qua 18.000 thế giới ở phương Đông. Ai là người hiểu biết được việc này? Thì trong kinh nói chỉ có đại trí Văn Thù mới có thể giải thích biết được. Điều đó có ý nghĩa là muốn hiểu được cái diệu dụng của nhất thiết chủng trí, của tự nhiên trí, của vô sư trí của Phật, thì cần có cái căn bản trí, cái vô phân biệt trí, đại trí Văn Thù, thì mới hiểu biết được sự việc đó. Bồ Tát Văn Thù là tượng trưng hai thứ trí ấy. Cái chỗ này á, nó có nhiều điểm mà nếu ta học sâu mà nghiên cứu tỉ mỉ thì nó sâu sắc lắm. Về ba cõi đó thì đại chúng biết là có dục cái gì? Cái cõi thứ hai đó là cõi sắc, và cõi thứ ba là cõi vô sắc, gọi chung là cõi vô sắc. Nhưng mà chỗ này là chỗ để ý, hết sức để ý đây nè. Soi cái điểm hào quang đó thấu suốt 18.000 thế giới chư Phật ở phương Đông, trên từ cõi trời Sắc Cứu Cánh, dưới là thấu đến cái địa ngục A Tỳ ở cõi dục này nè. Nhưng mà không có nói soi lên thấu tới cái cõi vô sắc nha. Để ý cái chỗ này nè. Cái này thật là sâu, chỉ có người chuyên tâm mà học Phật thì mới thấy được cái chỗ này. Ở trong cái cõi sắc này nè, nó có chia làm những cõi trời nè: sơ thiền, nhị thiền, chỗ này sâu lắm, tam thiền, tứ thiền, mà sơ thiền nó gồm có phạm chúng thiên, phạm phổ thiên, đại phạm thiên. Nhị thiền nó gồm có thiểu quang thiên cho thượng lượng quang thiên, quang âm thiên, đấy là tên của các cõi trời đó. Tam thiền nó gồm có thiểu tịnh thiên vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Tứ thiền nó gồm có vô vân thiên, phước sanh thiên, quảng quả thiên. Đó là tứ thiền, nó gồm có bao nhiêu cõi trời đó. Ngoài cõi trời ra nó còn một cõi nữa là cái ngũ tịnh cư. Ngũ tịnh cư cũng thuộc về cõi sắc cái nè. Nó gồm có vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên và sắc cứu cánh thiên. Đó là vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên. Sắc cứu cánh thiên. Thế thì sắc cứu cánh ở tứ thiền á, ở trong này là có sắc cứu cánh này. Nhưng mà còn nói cái này rồi có những vị lại đặt ra câu hỏi khác nữa. Chẳng hạn như các vị nào mà thuộc kinh Địa Tạng quá thuộc á, thì các vị nói là vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, ma hê thủ la thiên, sắc cứu cánh thiên. Nếu mà các vị nào thuộc kinh Địa Tạng quá là các vị hỏi tôi tại sao dư vậy, nhiều hơn vậy, thì tôi trả lời được thôi, nhưng mà đều không có nói bây giờ. Nói bây giờ nó rối lắm ra. Vị nào mà thuộc kinh Địa Tạng thì thấy tôi nói như đây là thiếu, thì điều đó là trả lời dễ dàng thôi, không có gì khó. Nhưng mà đều không nói nữa, nói như đây thôi, cho biết rằng là trong cái cõi sắc á, nó gồm có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Phải tu mà trong đó hễ tu hành á, thì nó thành ra cái hạng là phạm chúng thiên, phạm phu thiên, đại phạm thiên, thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, quan âm thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, vô vân thiên, phước sinh thiên, quảng quả thiên, vô tưởng thiên, vô thiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên và ma hê thủ la thiên, tức là sắc cứu cánh thiên. Đại để nó như thế. Thế thì các vị nào đọc kinh Niết Bàn thấy cái giờ phút mà Đức Phật, Đức Bổn Sư chúng ta sắp Niết Bàn thì Ngài thường nhập 4 cái thứ thiền này. Ngài nhập định sơ thiền. Sơ thiền, bỏ sơ thiền lên nhị thiền, xả nhị thiền lên tam thiền, xả tam thiền lên tứ thiền, từ tứ thiền xả xuống thành định tam thiền xả tam thiền trở xuống nhị thiền trở xuống sơ thiền, từ sơ thiền trở lên. Mà nhập 4 cái thứ định đó, mà nhập định, nhập lên, nhập xuống trong cái định đó. Chỗ đó là sâu ghê gớm lắm, mà đọc Phật mà kinh qua qua để mà nói mà chơi đó không bao giờ hiểu được cái ý gì kỳ cục vậy. Nhưng mà cái này là phải nói rằng thật là đi sâu, bằng tâm hồn đi hung khúc ở trong kinh mới thấy được cái chỗ đó. Thì cái sơ thiền này là phải nhập sao đây nè. Tôi nói cái cách đây là muốn có sơ thiền là ly. Muốn có sơ thiền là phải ly. Một chữ thôi, không cần nói nhiều. Ly cái gì? Ở thế gian này có cái gì để mà ly? Ly sắc, ly thanh, ly hương, ly vị, ly xúc, ly pháp. Nghĩa là đừng chấp mắt dựa trên lục tần. Ly đó, cái điểm tựa để mà ly đó, cái đối tượng ly đó. Ly tham tài, ly tham sắc, ly tham danh, ly tham thực, ly tham ăn chơi ngủ nghỉ thè phẩm. Ly ngã và ngã sở. Ngã sở không phải tập ly như vậy đó. Do ly đó mà nó sanh ra cái hỷ lạc. Nó sanh ra cái hỷ lạc, tức là cái mừng và cái vui. Ta gọi là sơ thiền thì ly. Do ly mà nó sanh ra hỷ lạc. Đây bây giờ đây nè, người ta nói rằng là tu thiền là phải kiếm cái chỗ nào tổ chức riêng biệt ghê gớm này kia, phải dạy thiền này kia. Còn kinh điển vậy là học không có thiền, học chơi chứ nói mép nói dốc này kia, nó tuyên truyền vậy đó. Chứ thật sự không phải. Tôi nói cái con tèn hen nó ủi lúa tóc dốc mà nó không biết lúa là tại vì nó không phải là cái giống ăn lúa. Nó ở với đồng lúa mà nó không biết lúa. Còn các cái thứ chim chóc, cái loại ăn lúa đó thì phải có bông lúa vừa mơ vàng mơ là nó đã lợi nó trực rồi. Cả đồng lúa thì không nói gì, mà cả một hai bông nó cũng tìm ra đó nha. Chim dòng dọc, chim sắt đó nha, lộn ở trong cỏ một hai bông lúa nó cũng tìm ra đó, bởi vì nó là cái loại ăn lúa mà. cho nên nó dễ phát hiện ra lúa lắm. Cho nên cái người mà học kinh cũng vậy, cái người nó có cái chất tịnh độ thì nhìn kinh nào thấy cũng tịnh độ hết, mà người nó có cái chất thiền thì nhìn kinh nào câu nào cũng là thiền hết, thiền cung hết ở trong kinh điển, không có đợi kiếm cái gì khác hết. Thành ra tôi nói cái này đây về các vị đây nè, ai cũng có thể tu sơ thiền được hết á. Tu sao? Đứng cũng được, trong cần ngồi đứng cũng được, nhưng mà miễn các vị có một cái tâm hồn gì ly thôi, một chữ một là ly. Ly tức là xả ly. Thế gian nó ham cái gì? Tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy và ly. Còn nói về lục căn, nó đối với lục trần á, nó tác động vào để nó sanh ra ngã và ngã sở, đó là do sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Bây giờ ly. Nhưng mà ly là nói vậy chứ nó cũng phải có trí tuệ để mà ly, chứ không phải ly hết. Ly hết mà về mà thấy cơm mà ly nữa thôi thấy cơm mà ly nữa thôi, rồi đầu con gì nữa nghĩa là công việc nào làm mà có lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh đều làm, và cơm đồ tàu hũ này kia. Còn thế gian này thấy là thịt qua bánh hỏi rồi cũng được, chứ đừng ly hết. Ly hết là tiêu á nhưng mà miễn là cái ly đó để mà không có phạm trong các cái dòng thuộc về tham lam là được rồi. Đó là nói thế gian bắt đầu tu thiền. Thịnh qua bá nói ăn được, nhưng mà đó là do công sức của mình làm trong nhà máy, trong công trường, trong nhà dệt, trong pharmacy, lấy tiền mua thịnh qua bên hỏi mẹ, thì bắt đầu là đã là ly rồi đó. Còn cái thứ không ly là thèm mà không bằng để đi ăn cắp với giật không à, cái đó là không có ly, phải không? Thì nó ly từng mức độ, chứ không phải ai cũng ly lần được đâu. Nhưng mà vấn đề là muốn có sơ thiền là phải có ly, mà muốn được giải thoát là công việc là phải ly dứt khoát khá nhiều. Nghĩa là ly tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi. Chỉ còn có thể tạo một đời sống đơn giản, thanh bần lạc đạo. Nói cách khác là phải có trí, tri túc. Nhân tri túc giả tri ngoại địa thượng vui nhi an lạc, bất tri túc giả tri tại thiên đường diệt bất xứng ý. Các vị phải tri túc. Ly đây là tới cái nghĩa tri túc là được rồi, chứ mới ly cả cơm cả cháo là coi như là đi tới nhà đồ mai táng đi mua đất ở nghĩa trang rồi cũng được, mới ly vậy. Thế thì do ly những cái dục vọng của thế gian mà nó sanh ra cái hỷ lạc. Đấy, các vị làm được cái đó là các vị có sơ thiền thôi. Các vị ly được cái rồi thì là các vị không có ái biệt ly. Các vị ly khổ, bởi vì ly mà thì sao lìa được ái biệt ly khổ. Các vị ly cả danh vọng, các vị ly cả những cái quyền lợi tầm thường, thì các vị sẽ trừ được oán tán hội khổ. Vậy là được không? Cỡ đó mình bằng lòng chưa? À, còn ly cả danh cả lợi nữa thì không cạnh tranh với ai cả, cho nên không có vấn đề thượng đội ai mà hạ đạp ai, cho nên không có thù, không có oán. Có phải là cỡ đó có an lạc chưa? Có sanh hỷ lạc chưa? Đấy, tùy theo đó mà ly. Ly cỡ nào? Ly ít thì hỷ lạc ít, mà ly nhiều thì hỷ lạc nhiều. Thiền là vậy đó, chứ không có gì đó. Muốn đứng là đứng, muốn ngồi ngồi, muốn nằm nằm, muốn đi đi. Lúc nào mỏi giò quá thì đứng một chân cũng không sao, nó cũng cứ thiền. Nhị thiền á, một chữ một định. Từ cái ly á, bắt đầu thứ hai là định. Các vị phải tập định. Định các vị sẽ hướng vào một cái đối tượng chân lý nào đó. Tôi nói ví dụ như bây giờ Kinh Pháp Cú tôi nói câu này đây nè: người sống 100 năm hưởng các thứ dục lạc, hưởng đầy đủ các thứ dục lạc, không bằng sống một ngày mà biết được pháp sanh diệt. Đây bây giờ các vị là nhìn được đó là các pháp á, các pháp sanh diệt. Các vị để tâm mà định, mà định, định có nghĩa là thiền định, là tư duy đó. Coi cái người mà thấy được các cái pháp sanh diệt, tại sao nó có lợi, có thật vậy không? Để tâm vào cái chỗ này, dầu sống 100 năm hưởng đủ các thứ dục lạc không bằng người sống một ngày mà nhận thức mà biết được rằng các pháp là sanh, luôn luôn ở trong quá trình sanh diệt. Để tâm mình định mà tư duy mình về cái điểm đó thôi. Mà khi nào mà các vị thấy được cái đó, các vị nhận thức rõ ràng, à thế thì là các pháp luôn luôn trong quá trình sanh diệt, chừng đó thôi. Do đó mà định đó mà nó sanh ra cái hỷ lạc nè. Đấy, ly sanh hỷ lạc này, định sanh hỷ lạc. Rồi một câu nữa, dầu sống 100 năm đọc thông cả 3 tạng kinh điển không bằng sống một ngày mà nhận thức được rằng các pháp bất sanh bất diệt. Hai cái mâu thuẫn nhau, trái ngược nhau. Các vị lấy cái đầu đề đó, các vị thiền định tư duy có tại sao vậy. Mà các vị định, có định rồi là các vị sẽ nhận thức ra vấn đề như vậy. Từ cái định đó mà nó sanh ra cái hỷ lạc, gọi là người hạng nhị. Hai người đạt tới cái định nhị thiền. Đơn giản vậy thôi. Đây nè nha, bây giờ tôi gợi ý cho các vị, về các vị thí nghiệm chứ không phải là nghe lời tôi đâu, đừng có thèm nghe. Các pháp sanh diệt, dầu sống 100 năm hưởng các thứ dục lạc đầy đủ trên thế gian không bằng sống một ngày mà thấy biết được rằng các pháp luôn luôn sanh diệt. Cái này tương đối dễ thấy thôi, dễ thấy, nhưng mà tôi nói cho đại chúng biết, coi chừng chúng ta thấy giả đấy. Cái thấy đó, cái thấy chưa thiệt, cái thấy đó là do cái ảo giác của ta, cái trí tuệ mà cạn cợt bên ngoài nó lừa phỉnh ta. Chứ nói về các thấy được các pháp sanh diệt là tôi hỏi thì nội đây ai cũng biết rằng là, trả lời được rằng là các pháp sanh diệt là gì? Là con người thì phải sanh già bệnh chết là sanh diệt cái gì? Tất cả bình bàn nhà cửa ly tất mọi thứ vật chất đều là sanh trụ dị diệt. Cả cái quả núi, quả địa cầu, mọi thứ non sông trên đời này thành trụ hoại không. Thế thì nội đây ai cũng trả lời được rằng tôi đã thấy pháp sanh diệt. Dễ dàng quá. Nhưng mà các vị thấy cỡ đó là chưa phải là do định mà sanh hỷ. Hỷ lạc là gì? Nó phỉnh phờ các vị đó. Các vị sống bằng lý thuyết đó, chứ bằng là nhập hồ nhĩ mà xuất hồ khẩu nó vào tay mà ra miệng đó. Chứ còn nếu mà thật sự mình định sanh hỷ lạc đó hả, các vị thấy một cách phát xuất từ nơi cái nhận thức bằng thiền định của các vị, thì kể cả cái chết các vị phải đừng sợ. Đừng sợ mới gọi là thấy thiệt, thấy được rằng các pháp sanh diệt. Bởi vì các pháp sanh diệt mình biết nó vậy rồi thì cái bàn nó sanh diệt, mình bằng lòng cái bàn sanh diệt để bữa củi, không còn để làm bàn nữa thì để bữa củi chậm bao. Không có gì đáng quan tâm la lung là cả, phải không? Ấy thế mà tại sao cái thân này sanh diệt thì các vị lại sợ ghê gớm. Có ai mà coi nó rẻ như cái bàn này còn tốt là làm bàn mà hả? Cũ thì là trẻ chậm dễ dàng không? Không. Mà cái bàn này còn tốt thì để làm bàn để xài mà quý giá, mà hả? Lỡ một là trẻ chậm thì mất quá hơi tiếng xíu rồi chứ không có tiếng nhiều. Còn tại sao cái cũng các pháp sanh diệt mà cái thân này á, tới chừng nó sanh diệt lại hãi hùng sợ sệt ghê gớm. Thì các vị thấy có phải là các vị hiểu cái pháp sanh diệt là không phải là do định mà là do nhập hồ nhĩ là xuất hộ khẩu, nó lừa mình ta. Cho nên ta tu hoài mà ta không có được giải thoát, ta không có nghị lực như Đức Phật. Đấy. Cho nên do định mà sanh hỷ lạc. Lấy một vấn đề đấy, ai cũng có thể biết được các pháp sanh diệt dễ quá. Sanh lão bệnh tử, sanh trụ diệt diệt, thành trụ hoại, phải không? Và ai cũng cắt nghĩa được là cái áo này từ mới ra cũ, từ cũ ra bở, từ bở ra mục, từ mục ra tan rã. Nhưng mà tại sao lại cái thân mình lại không hiểu như vậy? Đó là phát xuất từ quan niệm chấp. Chấp ngã thì chưa được gọi là định. Mà không được gọi là định á, chẳng qua là nghe, nghe bên ngoài. Mà cái người nghe nói ăn không bao giờ người đó được no. Nói đủ các thứ là roti, là bít tết, là áp chảo, là bánh hỏi, là thịt quay, là bồ câu ra ràng, gì đó. Nghe nói các thứ ngon, giờ biết được thứ ngon mà không ăn thì không bao giờ no được. Cũng vậy, người học Phật đủ thứ nói được hết, mà không có thật sự trong định là các vị không có hỷ lạc được. Ai có định thật sự sanh cái hỷ lạc đó là người đó hạng, có người được có nhị, nhị thiền vậy thôi à, chứ đâu có định là cái gì ghê gớm lắm đâu. Còn câu nữa đây nè, dầu sống 100 năm đọc thông cả ba tạng thánh giáo mà không bằng sống một ngày mà thấy được các pháp bất sanh bất diệt. Chỗ đó là chỗ siêu đẳng lắm, cũng phải có định thôi, cũng phải có định. Hồi hôm này nè, tôi nghe đài người ta nói cái bầu khí quyển của chúng ta cỡ 50 năm sau cái nhiệt độ nó lên tới 4-5 độ bách thân, trong khi đó con người của chúng ta nó chỉ hiện giờ nó có 37 độ à, mà nhiệt độ bên ngoài giờ nó cũng tương đương với cái độ sống của ta. Nhưng mà nếu mà vài 30 năm sau mà nó lên 4 năm cái nhiệt độ bách phân, tức là nó lên 49, 50, 51 độ thì khó sống lắm. Là vì sao vậy? Vì là các cái thứ khí mà trong đó nó có các cái khí gì đó. Tôi thì không phải là cái nhà vật lý học cho nên là không có nhớ rõ lắm, nói đại để thôi. Trong cái bình mà xịt tóc của các bà đó, bịch rồi bóp nó khe đó, trong cái bình đó nó có một cái thứ khí nó phá hoại cái khí ozone. Khí ozone nghĩa là nó bao bọc, nó che cái ánh sáng cực tím của mặt trời. Trong các cái bình hơi xịt đều là có cái chất khí đó, cộng thêm với cái khí mà mình xài bằng than đá, bằng củi này kia là nó sinh ra cái khí carbon đó. Tổng hợp các cái thứ khí đó, nó lên trong cái thượng tầng không gian, nó phá hoại đi một cái số khí ozone là cái khí mà nó bảo vệ, nó che cái ánh sáng mặt trời. Do đó trên không bao lâu nhiệt độ như quả đất bây giờ là từ trước tới nay nó đã nhích lên mấy độ bách phân, mà từ đây tới 50 năm nữa thì nó nhích lên rất là nhanh, mà rất nhanh thì khó sống. Từ cái chỗ nghe đó, bây giờ người ta khuyên á, đừng có chế tạo các cái thứ mà cái bình mà bóp khè để xịt mũi đó, cũng như là không có chế tạo cái thứ mà dầu thơm mà cầm mà bóp cái nút rồi nó khà đó. Các cái thứ đó ở trong những cái tủ lạnh nữa là nó có cái sức đẩy mạnh lắm, bóp cái là nó khà, bóp cái nó khà đó. Trong đó có cái thứ khí đó, nó phá hoại cả cái bầu khí quyển. Thì tôi nghe tới cái đó rồi là tôi mới hiểu qua rằng là cái vạn pháp á, bất sanh bất diệt tôi hiểu nhiều mặt lắm rồi, nhưng mà khi mà nghe đài phát thanh nói tới chuyện đó là tôi đã hiểu rằng là các vị mà thịt ra tóc là chỉ còn giữ cái mùi thơm ở trên tóc thôi, phải không? Thịt keo nó giữ cái mùi keo trong tóc của các vị thôi, phải không? Nhưng mà khí đó lại bất diệt này. Coi như nó diệt rồi mà nó bất diệt là nó tổng hợp lại trong cái không gian này, nó phá cái thứ khí bảo vệ của quả đất của chúng ta. Cho nên trên hiện tượng trên thế gian này tất cả các pháp đều là sanh để rồi diệt, mà diệt để lại, đều lại sanh, nó thành ra bất sanh bất bất diệt. Cho nên nó ăn hợp với cái câu mà mạt dị xuyên tàn qua lạc tận, mà đình tiền tạc giả nhất chi mai. Hiện tượng dạng hữu có sanh có diệt, mà bản thể thì bất sanh bất diệt. Cái hiện tượng cụ thể cái là đây là thí dụ như cái bình nước hoa ha, mà xịt khà cho từng quần áo á, thì các vị thấy trong vòng là vài ba ngày là nước hoa tốt nhất, vài ba ngày là hết thơm cái gì. Nhưng mà có dứt khoát hết thơm chưa? Có tiêu tàn chưa? Không, còn một cái loại để đi phá cái vùng khí ozone. Coi nó mất trước mắt đây nè, nhưng mà nó là bất diệt, bất sanh bất diệt. Sanh không thật sanh, cho nên diệt không thật diệt. Sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh. Do cái chỗ đó mà nhận thức là vạn pháp không có cái gì diệt hẳn hết. Thì trong đó con người của chúng ta từ cái thể chất này cũng không có chết đi nữa, cũng không phải vì chết mà mất đi đâu. Cái tinh thần của chúng ta rõ ràng Đức Phật nói rằng cái nghiệp đời này nó có thể lưu truyền qua đời khác, rõ ràng điều đó có thể hiểu được, cộng với cái kiến thức của khoa học ngày nay. Từ cái chỗ đó mà nhận thấy được các pháp là sanh diệt ta cũng thấy rõ ràng, mà bất sanh bất ta cũng vẫn có thể hiểu được rằng dạng pháp bất sanh bất diệt. Nhưng mà chỗ đó mà nếu các vị không có để tâm mà kêu mình định để mà nó sanh cái hỷ lạc thì ca không bao giờ các vị thấy được. Thế thì nhị thiền là định sanh hỷ lạc. Tam thiền là gì? Là ly cái hỷ nè. Ly cái hỷ tức là ly cái cây đây nè, ly cái hỷ này nè, hỷ nè. Nói chung là ly cái hỷ lạc, ly cả hai cái hỷ lạc này mà nó được là cái diệu lạc. Bởi vì từ ly từ định mà nó sanh ra cái hỷ lạc này, đã còn hỷ lạc tất nhiên là còn có đối tượng hỷ, đối tượng lạc, mà còn có đối tượng hỷ lạc tất nhiên là có thể bị mất mát. Cho nên ở đây xả luôn cả cái hỷ, cả cái lạc mà nó sanh ra cái bằng ly được cái hỷ lạc đó để được cái diệu lạc này là không cần đối tượng, không cần cái gọi là đạt cái gì hết. Thì cái lạc này mới là cái lạc không có chỗ phá hoại. Có đối tượng để ly nó cũng có hỷ lạc, mà không đối tượng để ly nó cũng vẫn có hỷ. Hay là còn bằng cái cách này là cần phải có đối tượng để ly nó mới được ra hỷ. Hay là cần phải định mới sinh ra hỷ. Hay là ở đây ta không có đối tượng gì để ly cả, mà vẫn có cái hỷ, vẫn có cái diệu lạc. Không cần có định mà tự nó vẫn còn cái diệu lạc. Thế thì là cái diệu lạc này là cái lạc không còn đối tượng, mà tự nó lạc ên ở trong phòng tối, ở ngoài đồng quang, ở gập ghềnh ở trong sóng nước của biển cả, trong sông hồ. Chỗ đó mới thấy luôn cái phương pháp thiền định. Rồi tứ thiền này xả nè. Đấy, chỉ xả một thôi. Xả nói đủ là xả niệm thanh tịnh. Xả lúc bây giờ cái niệm nghĩa là nó không có cái gì ràng buộc phiền phức gây ra mọi sự thắc mắc hết. Cái kêu bằng xả niệm thanh tịnh địa là tứ thiền. Đây thì tứ thiền đấy, ở cõi sắc đó có 4 cái thiền đó. Rồi đây là tôi nói cái chỗ này nè, cái chỗ mà Đức Phật nhập Niết Bàn, mà cứ nhập từ sơ thiền tới tứ thiền, từ tứ thiền trở lại sơ thiền, mà nhập tới nhập lui đó. Là trong kinh thì Phật không nói Như Lai Thế Tôn đau, không nói Thế Tôn ngột. Nếu mà nói đau ngột là nó giống như người phạm rồi. Thành ra người ta nói rằng là lúc đó Như Lai nhập thiền luôn luôn, mà sự thật là Như Lai lúc đó là nhập thiền thật sự đấy. Đau bỏ thân tứ đại này nhất định là phải khó thôi. Nếu không đau không nhất là cũng phải bị ngột. Nó ngột ít rồi nó mới ngột nhiều, từ ngột nhiều nó mới là hết thở mới chết chứ. Cho nên trong lúc sắp ngột sắp đau, mà thay vì đau á, có nhiều người ở thế gian hay không, bình thường mạnh thì niệm Phật tịnh độ mà niệm Phật lần vô lần ra, mô Di Đà Phật, mô Di Đà Phật, mô Di Đà Phật, không là niệm Phật, không là niệm Phật cả ngày cả đêm. Mà tới chừng đau quá là trời ơi trời ơi, mô Di Đà Phật cũng nói trời ơi đau quá, kêu trời không à. Đây là một sự thật, niệm Phật không nổi nữa giờ kêu trời, bởi vì kêu trời là cái tập quán, cái thói quen mà. Có nhiều người lắm á, kể cả tu hành nữa, tới cái giờ nữa là sắp chết là kêu trời mà không kêu Phật là gì, đau quá, đau quá đi. Mà cái tập quán của con người là cái gì mà khổ đau nhất là kêu trời. Tới bây giờ không còn niệm Phật nữa, nói rồi chuỗi giờ hết tác dụng rồi, giờ trời à. Thế thì lại Như Lai lúc đó, đây là tôi đọc kinh Niết Bàn, tôi mới đọc vào khuya này nè, cái này tôi có nói rồi, giờ tôi nhắc lại này. Khuya là mới đọc kinh Niết Bàn đó, Đức Phật mà lúc đó ngài nhập thiền, bỏ này là nhập kia, bỏ kia nhập nọ, mà cứ trở đi trở lại. Kinh này là kinh Tiểu Thừa của Hòa Thượng Minh Châu cũng thường giảng cái tứ thiền này, cũng nói vậy thôi. Kinh Đại Thừa Tiểu Thừa là nó có khác nhau, vì là trong lúc đó cái thân tứ đại này mà nó sắp bỏ đi đó mà đau lắm. Đau thì buộc lòng là phải để tâm vào trong thiền định để mà trừ cái đau thôi. À, cái ý nó vậy. Còn chúng ta thì không để tâm không nổi là kêu trời. Còn ở đây Đức Phật là cứ trong thiền đó mà nhập, mà xả, mà nhập trong thiền định, chứ vẫn đau chứ. Cho nên khi nào các vị ai đó mà cái người nhát gan mà chích thuốc, mà cái loại thuốc nhức cái không, chích mông mà nó nhức đó, thì các vị cứ bây giờ tôi cứ chưa kể lý trí, tôi không cần giải thích. Các vị cứ niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, 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 cứ mà thẳng thắn mà niệm như vậy thì các vị sẽ bớt đau liền. Còn cái chuyện ống đỏ cỡ nào tôi chưa cần nói, cứ Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Thì cái việc này bản thân tôi có làm việc đó, tôi không niệm qua Bồ Tát là tôi niệm kiểu khác, mà cũng phải làm vậy thì nó đỡ đau. Nhưng mà bây giờ tôi muốn nói như vậy á, tôi nói nãy giờ như vậy đây nè, nhiều thứ vậy đó, để tôi muốn nói với các vị là chỉ có cõi dục và cõi sắc là thực sự là vấn đề trong Phật giáo ta nêu ra. Còn cái cõi vô sắc này nó gồm có không vô biên, xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng. Cái xứ này là người đệ tử Phật mà học kinh kỹ đó, các vị đừng bao giờ mơ mộng tới cái đó. Đó là 4 thứ định sai lầm mà Phật không có nhập bao giờ, mà Đức Phật nêu ra để cho biết rằng nếu người nào mà dại dột mà ngồi mà quán tưởng về dạng pháp này là không vô biên, hay là vạn pháp, như là mình quán tưởng rằng ở trong đầu mình nhìn đâu trong vũ trụ bao la này mình gặp thần thánh Phật trời lung tung đang đó, đều là cái loại một thức vô biên vân vân. Cái này tôi nói nhiều lần rồi, đừng bao giờ để sai vào trong đó. Sai vào trong tứ không định là sai lạc, ta gọi là không ra khỏi ba cõi. Tam giới vô an du như quả thật trong ba cõi không có an. Mà muốn ra khỏi ba cỏ là phải bắt đầu từ cõi sắc này mà đi qua bên này nè, tu nè nha, này bắt đầu qua đó tu đó. Muốn tu cái gì để ra khỏi ba cõi? Công việc đầu tiên là các vị diệt trừ kiến hoặc để được quả tu đà hoàng, diệt trừ 6 phẩm tư hoặc trước để được cái quả tư đà, diệt hết tư hoặc ở cõi dục được quả A-na-hàm. Và cái tư hoặc tức là tham sân si mạng nghi đó, mà diệt hết cả cái thô lẫn cái tế của tam giới thì được chứng được quả A-la-hán, gọi là xuất ly tam giới. Thì cái quả đầu tiên ở đây là cái quả xuất ly tam giới này nha. Xuất ly tam giới này là quả A-la-hán nè. Đây, mà muốn có A-la-hán này là công việc đầu tiên là nó phải có tu đà hoàng, tu đà hàm, A-na-hàm, rồi cái quả thứ tư này là A-la-hán. Còn hãy đi sai lạc á, từ cõi sắc này mà sai lạc á, đưa vào không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, suy tưởng xứ, định thì nó xa vào đây, mà xa vào đây thì là tam giới vô em, nó trở thành cái dòng luân hồi lục đạo, là cứ trời người Atula địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, ngạ quỷ súc sanh trời người Atula địa ngục, cứ vân vân. Kết luận lại vấn đề là Đức Phật sắp nhập Niết Bàn cũng chỉ nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nghĩa là trong phạm vi cõi sắc. Ở đây nói rằng là cái ánh hào quang của Phật chiếu 18.000 thế giới ở phương Đông, trên từ cõi trời sắc cứu cánh dưới đến địa ngục A Tỳ, cũng vẫn là nói tới trong phạm vi của cõi trời sắc. Chỗ này là cái chỗ thật là sâu, thật là thâm thúy của kinh điển. Nếu nghe cái này mà các vị về, mà các vị tư duy, mà các vị nhận thức cho kỹ thì mới có thể khỏi lầm lạc, bằng không thì là bị lầm lạc vô trong cái tứ không định, không tốt, hại lắm. Ở trong này là công việc của Phật. Phật thì có ba cái thứ trí. Trong danh từ nhà Phật nó có 4 thứ trí: nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Và kinh Pháp Hoa này lại còn thêm là tự nhiên trí và vô sư trí. Nhất thiết trí là cái trí của hàng thanh văn, hàng A La Hán quả đó, hàng Duyên Giác Bích Chi Phật cũng được nhất thiết trí, nghĩa là cái trí đó nhận thức các pháp tương đối, nó chính xác, nó không bị các pháp lôi cuốn mê hoặc đến cái độ sai lầm, để rồi gây ra cái nguyên nhân luân hồi sanh tử ưu bi khổ não nữa. Cái trí đó đó, trí của nhị thừa đó, của thanh văn Duyên Giác, nó gọi là nhất thiết trí. Rồi nhất thiết chủng trí là cái trí để chỉ cho trí của Bồ Tát, nhận thức hiện tượng vạn pháp thấu triệt tới cả cái nguồn gốc của chủng tử, cái nguồn gốc, cái chủng tử của hiện tượng vạn pháp, gọi là trí của Bồ Tát. Còn cái trí của Phật gọi là đạo chủng trí. Nó như thế này nè, cái thứ trí này là trí của Thạch Văn nè, rồi đạo chứng trí, là trí của Bồ Tát, đạo chứng trí. Rồi Phật thì là trí của Phật gọi là nhất thiết chủng, tức là đây nè, lấy chữ nhất thiết này, cộng với chữ chủng này nè, thành ra gọi là nhất thiết chủng này. Đấy, thành cái trí Phật gọi là nhất thiết chủng trí. Trí Thanh Văn gọi là nhất thiết trí. Cái trí của Bồ Tát gọi là đạo chủng trí, tức là cái trí này là nó có cái con mắt, cái nhận thức đó, nhận thức được cả sâu sắc hơn đối với cái nguồn gốc mà phát sanh ra vô minh phiền não của hiện tượng dạng pháp, để mà tiến lên con đường đạo dễ dàng hơn, gọi là đạo chủng. Rồi trí Phật thì cộng hai cái đó, nghĩa là vừa có nhất thiết trí mà vừa có đạo chủng trí, cho nên gộp lại cái trí Phật gọi là nhất thiết chủng. Đó gọi là tam trí, cái danh từ tam trí của Phật. Ở kinh Pháp Hoa này Đức Phật còn nói tự nhiên trí, còn thêm có tự nhiên trí này, vô sư trí, tự nhiên trí là cái trí đó không phải của ai cho, không có ai tặng. Nếu mình biết phát hiện đủ điều kiện thì cái trí nó sanh nè, chứ không ai cho ai tặng hết. Còn vô sư trí là để nói lên rằng là cũng không phải ai cho ai tặng. Sự giác ngộ vô thượng của Phật chẳng qua là nó thành tựu đến cái mức tột cùng của trí tuệ rồi, nó sáng suốt gọi là bồ đề. Từ cái sáng suốt không sai lầm nữa được giải thoát gọi là được niết bàn, chứ không phải do ai cho ai tặng. Cho nên đây gọi là vô sư trí. Mà cái vô sư trí này, cái tự nhiên trí vô sư trí này, bây giờ chúng ta mà muốn phát hiện nó ra thì chúng ta dễ dàng quá. Có người hướng dẫn, nghĩa là có kinh điển hướng dẫn, có giáo lý của Phật ghi lại trong ba tạng kinh điển để hướng dẫn. Còn Đức Phật của chúng ta hồi đó thì phát hiện được cái tự nhiên trí, cái vô sư trí này là khó khăn lắm. Mà phải nói rằng là do tích lũy công đức tu tập nhiều đời nhiều kiếp, kể từ khi mà còn là một vị Bồ Tát mà bị tỳ kheo ni, ư Bà Tát ư Bà Di đánh đập chửi mắng tức là thường bất khinh Bồ Tát, cách đây hàng hà sa số kiếp trước, cho tới ngày thành Phật lâu xa lắm. Cho nên mà phát hiện được cái tự nhiên trí, cái vô sư trí đó là khó khăn lắm. Còn như ngày nay đệ tử Phật thì dễ dàng, nhờ có cái sự hướng dẫn. Cho nên bây giờ hàng đệ tử Phật mà mình tu không được thì nói đúng ra là gọi là phước mỏng mà nghiệp dày. Chứ Đức Bổn Sư chúng ta mà tìm con đường giác ngộ giải thoát khó khăn gian nan ghê gớm, trong khi bây giờ thì chúng ta có, giống như người ta đã vẽ cái bản đồ xe hơi đàng hoàng hết, cái bản đồ của cái chiếc máy bay ta vẽ đồ hết rồi mà mình không làm được là mình quá dở. Còn cái người mà phát minh ra cái chiếc máy bay đầu tiên là rất là khó mà người ta làm được. Bây giờ mà người ta đã có rồi mà mình làm không được là mình phải nói là quá dở. Phật nói kinh Pháp Hoa ví như mưa, đó mưa Pháp vĩ đại, thổi còi Pháp vĩ đại, đánh trống Pháp vĩ đại, diễn Pháp nghĩa vĩ đại. Vì thế hiện niềm lạ từ trước tới nay chưa từng có, để kích động sự tác ý của Hải hội Pháp Hoa. Nói về Pháp Hoa này Phật gọi là suy Pháp cổ, vũ Pháp vũ, mưa đó mưa Pháp. Suy Pháp cổ là đánh trống Pháp, kích Pháp cổ là đánh trống Pháp, suy Pháp loa là thổi cái tù và Pháp. Thường ở trong kinh ta biết vậy đó, còn là kích Pháp cổ, suy Pháp loa, vũ Pháp vũ, mưa đó mưa Pháp. Pháp này là quan trọng từ trước tới nay chưa từng nói. Cho nên là ta cũng gọi là cái thời Pháp kêu bằng là nhật một hoàng chiếu, Pháp lớn, Pháp để dạy cho những người đại thừa, chúng tánh đại thừa. Rồi trong một cái đoạn các vị đọc cái phẩm tựa đó, 20.000 Đức Phật cùng một hiệu, nhật nguyệt đăng minh, cùng một họ Phả La Đọa. Phật nhật, nhật nguyệt đăng minh, nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng, đăng là cái đèn. Mà 20.000 Đức Phật cùng một hiệu như vậy thì cái điều đó ngụ ý rằng là cái chân lý trải qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu không gian, bao nhiêu hình dạng, chân lý cũng chẳng đổi thay. Cho nên lấy cái ánh đèn trời, lấy ánh đèn trăng, nhật nguyệt đăng minh đó, tức là lấy ánh đèn trời, lấy ánh đèn trăng để ví cho cái thể chân như bất sanh bất diệt, pháp thân thường trụ của Phật. Pháp thân lúc nào cũng sẵn có, cho nên ví Phật là nhật nguyệt đăng minh, lúc nào cũng có. Bây giờ chúng ta cũng ở trong pháp thân Phật. Nếu mà nói về nhật nguyệt đăng minh thì bây giờ Phật nhật nguyệt đăng minh cũng vẫn còn, bởi vì đó chẳng qua là cái ví dụ thôi, ví dụ cho cái chân lý. Nếu người nào sống theo chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý thì lúc nào cũng có Phật hết. Mà chân lý tức là pháp thân Phật. Rồi trong kinh á có kể cái câu chuyện, trong cái phẩm tựa này nó có nhiều cái giống như quan đường kể chuyện xa xưa. Một nhà vua có 8 người con. Rồi nhà vua đó xuất gia trước, sau đó 8 người con của nhà vua cũng phát tâm xuất gia theo học với Bồ Tát Diệu Quang, sau đó cũng thành tựu được những cái quả giải thoát giác ngộ. Thì kể cái câu chuyện mà trong đó có nhà vua đó xuất gia đó, rồi có 8 người con là hữu ý, trừ nghi ý, hưởng ý, vân vân đó. Những cái ý này nó chứa ẩn sâu lắm. Trong kinh ta nói nhà vua có 8 người con, mà nhà vua đó là, tức là chỉ cho Tâm Vương nè, là chỉ cho Tâm Vương. Mà Tâm Vương ở trong đó nó có, như chúng ta đã hiểu đó, ta có chia làm 8, từ 1 cho tới 8, tức là chỉ cho Bát Thích Tâm Vương, chỉ cho Bát Thích Tâm Vương. Nhà vua xuất gia, có ý chí xuất gia mới thành Phật được. Vua mà xuất gia thì ý nghĩa mới càng thêm sâu sắc, bởi vì nhà vua thường là nhà vua trong chế độ phong kiến, nhà vua họ tự xưng họ là trẫm. Trẫm có nghĩa là ta đó, nhưng mà ta là người thường, người dân thường là gọi là ta, là tôi, nhưng mà vua thì gọi là trẫm. Có cái ta nào lớn bằng cái trẫm của nhà vua? Có cái sở hữu nào bằng cái ngã sở hữu của vua trong thời phong kiến? Trong thời phong kiến đó thì tất cả tài sản cả nước đều là của vua. Cho nên vua mà muốn làm Phật thì phải xuất gia để xóa bỏ hết cái ngã, và cái ngã sở hữu to trùm thiên hạ ấy mới thành Phật được. Cho nên kể cái câu chuyện này ở trong Kinh Pháp Hoa, ở phẩm tựa đó, là coi như giới thiệu toàn bộ cái nội dung, cái phương pháp tu của Kinh Pháp Hoa. Nói với mọi người, để nói với mọi người rằng là muốn thành Phật là phải xả cái ngã, và phải xả cái ngã sở hữu. Cho nên cái này cũng khó đấy. Hàng tăng ni của chúng ta ngày nay, cái ngã mình chưa xả được bao nhiêu, cái ngã sở hữu cũng chưa có xả được bao nhiêu. Còn các Phật tử tại gia thì nói đúng ra, nếu mà chưa có điều kiện xuất gia mà xả ngã và ngã sở hữu mà học Phật á, thì để gieo cái nhân lành gọi là cúng dường chư Phật trong hằng hà sa số chư Phật, rồi sau này cũng sẽ được thành Phật, với cái điều kiện là phải cúng dường vô số trăm ngàn muôn ức Phật. Nghĩa là luôn luôn phải bồi dưỡng cái trí tuệ, từ từ chứ không dễ dàng nhanh chóng đâu. Nói cái đó là nói thiệt đó, nói thiệt là phải nói vậy đó, không đơn giản. Nhưng mà nói không đơn giản, không mau, đừng sanh bi quan. Bởi vì giáo lý của đạo Phật ta gọi là giữ giới đó mà, gọi là giữ giới rồi. Giữ giới là cái tiếng Phạn đó, gọi là ba la đề mật xoa, tên dịch là biệt giải thoát. Điều biệt giải thoát nghĩa là mình giữ được phần nào là mình có an lạc phần đấy, giữ được giới nào là có giải thoát giới đấy. Cho nên dựa trên cái công trình biệt giải thoát đó, dựa trên công trình giữ giới đó mà mình có giải thoát từng phần. Rồi tự mình biết tự mình hay ở trong bản thân mình, ở trong gia đình mình và đời sống mình đối với xã hội. Chứ các Phật tử đừng nóng vội đi chùa cái rồi nỗ lực quá, siêng năng hết sức cái rồi đòi cầu thành Phật, không được đâu. Nếu nói thẳng nói thật là nói là không được. Còn một điều nữa là không được vội vã. Có nhiều vị vô chùa, ban đầu mới vô chùa là vội vã quá đi, tích cực quá đi, xuống bếp thì làm cả ngày, mà nghĩa là nhúng nước, rửa tay trong nước, trong rau, trong làm lụng không tiếc thân hả, dẫm với nước, rồi thức khuya dậy sớm làm cả ngày. Rồi nói về quyên tiền các chùa thì chạy quyên thôi là quyên, nay đem về 50, mai đem về 30, chạy rần. Cái tích cực đó để mà mong cho thành Phật á, thì tôi nói thẳng các vị là đừng có làm tích cực lắm. Cứ từ từ mà dựa trên cái việc trừ vô minh phiền não á, dựa trên cái giới mà mình giữ đó, gọi là biệt giải thoát đó, để mà mình có từng phần. Thì các vị nào làm công quả cũng vậy. Thường trong Phật nó có gọi là thủy cần mà chung đãi, cái đó không tốt. Trước thì quá nóng vội, quá tích cực, lần rồi thì giải đãi từ. Mà trong cái lúc mà nóng vội mà tích cực đó mà mong cầu mau thành Phật thì không phải. Phải hết sức bình tĩnh, dựa trên cái giới biệt giải thoát đó mà đánh giá, mà hưởng cái sự giải thoát giác ngộ của phần mình. Cho nên xuất gia để mà xóa hết cái ngã và ngã sở hữu, cái đó khó lắm đó chứ. Tôi nói thật, cái đại chúng và cỡ như tôi đi giảng kinh, người ta cũng nói tôi giảng kinh khá thông đấy, nhưng mà bản ngã mình xả được tới cỡ bao nhiêu, ngã sở hữu mình xả được bao nhiêu, vấn đề nó còn xa đấy. Tôi bây giờ tôi muốn bỏ nhà mà tôi bỏ chưa được đó mà, đang nghiên cứu phương pháp bỏ nhà mà chưa bỏ được. Bỏ được, nói đúng ra là, thật sự mà nói thì cái giải thoát thật sự chỉ có cách là phải bỏ nhà thật sự thôi, bỏ kể cả bỏ chùa. Cho nên tôi đã từng chủ trương là cái chỗ ở của chúng tôi, mà tôi ưa nói cái kiểu mà nửa thiệt mà nửa đùa, tôi nói tạo cái chỗ ở của của chúng tôi là khi nào có một người, giả sử có người tham lam muốn trộm cắp mà vô trong cái chỗ ở của mình rồi á, dòm qua thì dòm lại hồi cái chữ thề cái ra. Tại sao chữ thề? Nói mấy cái tình cha này, chùa này, cái nhà nó không có không khí gì trọi trơn, phải nói vậy đó để cho chữ thề rồi đi ra đó. Chừng nào làm được cái đó mới có thấy rằng là mình có giải thoát thật sự. Cái đó tôi nói thật cái đại chúng đấy. Cho nên cái nhà của tôi ở đó hiện giờ là các vị thấy coi còn đồ nhiều thứ khá tiền, cho nên tôi chán quá trời mà tôi chưa biết làm sao. Nhưng mà nếu mà tôi không có cái gì hết thì tôi không biết cái gì hết cũng được. Tôi phải có những cái của thế gian có. Đồ cần dùng cho hẳn cái ly tôi cũng có chứ bộ. Có để tôi biết đài, nghe đài là tôi nói các vị nãy tôi nghe đấy. Nhưng mà nghe biết để mà cùng nhau nói vậy, để mà hướng nói gợi ý các vị nghiên cứu trong cái thế gian pháp mà tu tìm Phật pháp. Chứ thật sự hiểu được thế gian pháp rồi, hiểu được Phật pháp rồi là phải bỏ hết rồi chứ không có. Còn một cái là không có được cái gì hết á. Cho nên tôi làm cái trường Phật học dần ấy, nhiều người thấy tôi nói cũng khen tôi nói trời đất ơi, cái này là tội lỗi, là gông cùng xiềng xích trong đầu tôi mà trồng xuống đó, danh vọng gì cái thứ hiệu trưởng này. Nhưng mà về giáo hội tao phân công mình không làm nữa. Không làm cũng khó sống, không phải chuyện giỡn nha. Đã là nâng cưa bánh xe rồi, đút vô máy là phải quay thôi, chứ có cái nào mà không quay mà ngừng đâu được. Ngừng lại là nó tuôn răng là láng con, không còn là bánh xe nữa. Cho nên muốn bỏ không phải dễ đó. Nó cầu sanh bất đắc sanh, mà cầu tử bất đắc tử. Kinh Địa Tạng nói đó, muốn chết chết không được, muốn sống sống không xong. Thành ra chí nguyện của tôi là một cái nhà ở mà những người gian tham trộm cắp mà vô phải chữ thề rồi bỏ đi đó. Chí nguyện là vậy đó, nhưng mà thực hiện chưa được. Mà tôi có ý định dứt khoát là từ một năm, từ đây tới vài năm nữa tôi phải làm cho được. Định vậy mà không biết làm có nổi không. Cho nên sẵn bữa nay tôi nói với đại chúng là tôi có thể giảng cho các vị từ đây cho tới năm mùa hạ tới. Bây giờ năm nay tôi nói là các vị này nè, năm nay tôi không đi giảng hạ nhiều nữa nè, là tôi phải cắt lần đó. Không phải nói gì mà giỏi đâu nha, nói gì không có được đâu, đừng có tưởng nói mà hay. Năm nay tôi cắt lần à, năm tới tôi sẽ có thể cắt nữa và không giảng nữa. Giảng kinh là chẳng qua là bây giờ đây này các vị lấy cách hết, các vị quay ra coi, nó cũng nói ra rao vậy. Nó nói mà lớn tiếng hơn tôi nói giờ nữa. Nhưng mà cách hết có được cái gì? Vấn đề là cái óc nè. Tôi cố ý dùng dãy mà dùng dãy chưa ra đấy, chứ không phải là tôi không có ham cái gì hết. Đúng theo kinh điển nói nè, nhà vua mà muốn thành Phật là phải bỏ cái địa vị tổng của mình đi, và bỏ cái ngã sở là cái quốc dân đồng bào của ta, phải giao lại cho người khác. Chỗ này hay lắm. Cho nên muốn xuất gia, nhà vua và muốn thành Phật là phải xuất gia để xóa hết cái ngã và ngã sở hữu to trùm thiên hạ ấy mới thành Phật được. Các vị vương tử cũng thế, cái ngôi hoàng tử và cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không thể có một lúc cả hai. Các vị vương tử là muốn thành Phật, muốn có giải thoát giác ngộ là cũng phải bỏ ngôi hoàng tử thôi à. Cũng như mình phải đưa tiền giấy ra mình mới lấy vàng, rồi mình đem vàng mình mới đổi cẩm thạch ra là hột xoàn, phải đổi chắc, chứ không thế nào mà là mình không đưa tiền giấy mà mình lấy vàng ta được. Thì mình không đưa tiền giấy, không đưa vàng mà đòi lấy kim cương của ta là không có. Họ bỏ đi cái ngôi hoàng tử, cái địa vị vương hầu của mình đó, thì đổi lấy cái giải thoát giác ngộ mới có. Cho nên giáo lý học rồi phải hành, phải sống, phải tư duy trong đó, chứ nói không nhầm gì. Tôi không có muốn nói mà điều á thành Phật cái đại chúng là hồi đó bị tôi học mười mấy năm trời ăn cơm của bá tánh, rồi trọn đời ăn cơm của bá tánh. Kinh Phật thì dạy bảo phải muốn đền ơn cái cơm đó là phải là các bằng truyền trì đạo mạch tục diệm truyền đăng, tiếp dẫn hậu côn báo Phật ân đức. Cái câu đó đã nhồi trong đầu tôi rồi. Hôm khai giảng là tôi có làm câu đó đó. Cái người đệ tử Phật phải truyền trì đạo mạch, phải nói cái mạng sống cho đạo pháp, phải mồi cái ngọn đèn trí tuệ để truyền bá ra, để mà tiếp dẫn hậu lai, để hoằng dương chánh pháp. Đó gọi là đền ơn Đức Phật. Chứ không có đền ơn mà cách nào được hết trơn. Cúng sầu riêng, măng cục, chôm chôm này kia không có nhậm gì Phật hết trơn. Cúng bông, la game, mông lít này kia chơi chứ cũng không có đền ơn được Phật đâu. Nếu mà đền ơn được cái đó, mấy người già giàu tháng này mua sầu riêng thượng hạng, sầu riêng bao ở trong đường La Cai á, sầu riêng bao nè, rồi mua bông lít, rồi thơm này kia, nó cúng đền ơn Phật. Nhưng mà đâu có rửa. Tôi thì nói là sợ có đại chúng có người nghĩ khác, chứ đồng ý tôi nói rằng là tôi nếu có thể được, nếu vô thường mà không phải mà nó đúng theo cái nghĩa cho bằng kiên nhật bất tri minh nhật sự thượng sàng bất liễu hạ sàng thời đó, thì tôi nghĩ là tôi ráng lắm là tôi giảng lần Kinh Pháp Hoa này cho các vị, rồi có thể không giảng nữa, ý nghĩ như vậy đó. Cho nên là tôi cũng mong rằng là các vị nào mà nghe thì cũng nên cố gắng mà ôn lại lần nữa. Chứ nếu mà nói không á, không đi tới đâu hết. Phật Nhật Nguyệt đăng minh vì người thánh văn mà nói pháp tứ đế. Đây, cái quá trình tu chứng đây nè, nó rõ ràng hết sức. Mà nếu chúng ta mà không để ý thì chúng ta nghe kinh hoài nó có được gì. Trong cái phẩm tựa đó các vị về đọc coi, Đức Phật Nhật Nguyệt đăng minh đó, tức là tiêu biểu cho mặt trời mặt trăng đó, tiêu biểu cho chân lý vô tận đó. Vì người thanh văn mà nói pháp tứ đế nè, vì người á duyên giác mà nói thập nhị nhân nhân duyên nè, vì người Bồ Tát mà nói lục độ nè, vì người Bồ Tát á mà nói lục ba la mật khiến cho thành nhất thiết chủng trí. Chứ sự thật chỉ có một Phật thừa, mà vì phương tiện cho nên nói thành ba. Đấy, nói thành ba. Mà tứ đế là các vị biết rồi gì? 1, 2, 3, 4 là khổ tập diệt đạo. Mà cái chủ yếu của tứ đế là cái này nè, là đạo đế nè. Đạo đế nó gồm có 4 món niệm xứ, gọi là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, gọi là ngũ căn, gọi là ngũ lực, gọi là thất bồ đề, là bát chánh. Bát chánh đạo đó tứ đế là nói tứ đế chứ, mà kỳ thật là cái đó là chủ yếu đấy. Bởi vì đạo là con đường khai thông, lấy cái đạo đế mà diệt trừ tập, để mà quá giải mà diệt trừ tập đế. Chủ yếu của nó là ở đó đó. Mà nói về đạo đế thì tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Chúng ta có quán chưa? Quán thân bất tịnh quán tới cỡ nào rồi? Nếu chưa có thì học Phật, học hoài, học làm gì? Rồi quán thọ khổ thì khổ, thọ khổ chưa? Người ta gửi cassette tivi bên Mỹ về có truyền hình màu đó, gửi đô la về kiều hối đó, lãnh có khổ không? Không có khổ, không có cái gì là ông Phật. Ông Phật chưa không thế vậy đó. Thọ khổ là khổ đã đành, mà thọ vui vẫn phải thấy là khổ nữa cơ. Nhưng mà cái đó được mấy người, được mấy người làm cái đó. Cư sĩ thì chưa nói rồi, chuyện đó coi như là thọ vui, thọ vui. Thọ khổ là khổ đã đành lắm, mà còn thọ vui là lẽ ra là cũng phải thọ vui là khổ đấy, nhưng mà thọ vui là cứ vui mà cũng muốn thọ nhiều nữa chứ. Cho nên cái này á thì coi như là mấy chục năm á, tôi làm Phật sự liên tục hồi 25 tuổi tới giờ là mấy chục năm rồi. Thì trả nợ đủ chưa tôi không biết, nhưng mà điều cái là tôi phải ngừng thôi, chứ trả hoài trả không nổi. Ngừng để mà ráng mà xoay về bên trong, mà xả đi cái ngã và ngã sở hữu cho kỳ được thì nó mới có kết quả. Cũng giống như đây là nhà vua đó, là phải bỏ cái địa vị vua mà xuất gia. Các con hoàng tử cũng phải bỏ cái địa vị hoàng tử mà xuất gia thì mới có giác ngộ. Các bạn không, nó có được. Thành ra Pháp Tứ Đế nói vậy cho đây này đó, 4 điều quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đó gọi là thiền. Tu thiền là cái đó đó, chứ đâu có cần gì nữa đâu. Không cần sách giỏ thích cặp chạy đi đâu hết. Cứ quán thân bất tịnh, cứ quán thọ là khổ. Mà sự thật thọ là khổ mà. Nếu cái trường cơ bản của tôi mà không có tiền là khổ đã đành. Bây giờ tôi mai này nè, bữa 14 tây này tôi lãnh thêm tiền lời nữa là về là 30 triệu. 30 triệu tiền vốn. Nhưng mà các vị tưởng đâu tôi sướng sao? Khổ ghê gớm á, khổ ghê gớm lắm á. Cho nên cái này đối với tôi không có lạ gì hết trọi. Quán thọ thì khổ, thọ khổ là khổ đã đành. Không có tới tháng không có tiền giải quyết vấn đề là khổ đã đành. Mà nhiều cũng vẫn cứ khổ ghê gớm lắm á. Nhưng mà mình có hiểu thật sự vậy chưa? Các Phật tử nghe kinh lâu rồi mà có được vậy chưa? Đại vấn đề là chỗ đó. Để quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, pháp vô ngã có quán chưa? Chừng ấy công việc thôi, chứ học gì nhiều nữa mà nói gì nhiều nữa. Giờ Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói pháp tứ, tức đấy chỉ những cái pháp này nè, lấy những pháp này nè, rồi là tứ chánh cần các vị thuộc rồi nè, tứ nhĩ túc thuộc rồi, ngũ căn thuộc rồi, ngũ lực là bát chánh đạo, thất bồ đề hành bát chánh đạo nè. Lấy cái này mà quá giải về cái tập, quá giải tập đế đấy. Mà quá giải tập đế là là nói cho nhiều chứ kỳ thật là kiến hoặc và tư hoặc. Tham sân si mạng nghi nó sanh ra tất cả thứ vô minh thiện. Thì não vì tham sân si á, ta gọi là tam độc. Mà tam độc cũng gọi là tam bất thiện. Bất thiện căn từ ba cái gốc đó mà nó sanh ra tất cả các cái thứ nhánh nhóc khác. Mà nếu chúng ta học Phật mà nghĩa là tam bất thiện căn mà nó còn á, nó còn trong đầu của chúng ta thì ta học cái gì, tu cái gì chứ? Cho nên á, nói nhiều vậy chứ còn lấy cái đạo đế này để mà quá giải cái tập đế. Mà tập đế là gồm có kiến hoặc các vị thuộc rồi hết, tư hoặc các vị thuộc rồi hết, chừng đó thôi. Rồi nói pháp thập nhân duyên để độ cho hàng duyên giác. Thì thập nhân duyên là các vị không cần nói cái gì nữa đó, lấy như đây thôi. Từ ái sanh bảo thủ, từ ái sanh ra bảo thủ, từ bảo thủ nó sanh ra ngã và ngã sở hữu. Mà đã có ngã và ngã sở hữu thì phải bảo vệ nó, thì là sanh tạo ra nghiệp. Cho nên gọi là hữu tức là hữu là cái quả báo về dài đời sau đó, gọi là hữu. Mà đã có quả báo về dài đời sau có nghĩa như vậy, nghĩa là cứ sanh ra lão rồi thì tử. Mà lão tử thì có ưu bi khổ não. Thế thì là Pháp Thập Nhạc Nhân Duyên nói vậy chứ còn cần có như đây thôi à. Nhưng mà bỏ được chưa? Cỡ nào? Ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thùy, ái sắc, ái thanh, ái hương, ái vị, ái xúc, ái Pháp, bỏ được chưa? Chữ một cái gì đâu có nhiều. Nói thập như nhân duyên là nhiều, nhưng mà kỳ thật là ai mà ái tức là vô. Nó là cái sự biểu hiện cụ thể của vô minh. Vô minh không có là cái gì hết á. Cái từ vô minh không có là cái gì hết á. Mà vô minh là nó biểu hiện cụ thể ra là ái. Mà trong đó là ái ngũ dục, ái lục, lục trần, ái lục căn. Ái lục căn là ái ngã, ngã chấp. Mà ái lục trần là ái pháp. Mà đã có ái lục căn lục trần thì lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội.